Xin chào cả nhà đã đến với buổi livestream của Baby Thanh Mai trong ngày hôm nay. Baby rất là vui, rất là hạnh phúc luôn khi mỗi ngày đều được tiếp xúc với các chị nè. Dạ chị Kim đúng không chị? Dạ mỗi ngày đều được tiếp xúc với các chị mà thấy các chị mỗi lần ghé tới Baby lại mỗi lần được đẹp hơn. Cho nên là hôm nay em thấy chị Kim đẹp hơn sau cái lần mà ghé em lần trước á. Em có xin phép chị Kim là sẽ chia sẻ cái cảm nhận của mình sau cái liệu trình mà chị Kim làm. Thì chị Kim có đồng ý chia sẻ với em thì em có xin phép em gửi cái hình của mình trước khi làm á cho cả nhà mình cùng xem là như thế này. Đó, cả nhà mình thấy không? Chị tới đây chị làm điều chỉnh ở đây thì bây giờ hôm nay chị tới chị làm tiếp nè. Hôm nay thì nói chung là cái làn da nó đã căng và ẩm, nó mờ các vết nhăn luôn rồi. Vết nám của chị cũng mờ, em thấy da mừng quá đúng không chị? Da mình sáng hẳn luôn á. Cấp ẩm cũng tốt nè. Em thấy lỗ chân lông của mình cũng se nhỏ hơn lần trước nữa. Đúng rồi. Rất là mừng. Cho nên hôm nay chị tới chị làm tiếp nè em. Dạ. Em có xin phép bác là bác chia sẻ với cả nhà mình chút xíu thêm về cái công nghệ này như thế nào để cả nhà mình cùng hiểu thêm về công nghệ để có thể ghé Baby điều trị bác nhé. Dạ vâng, thì bác sĩ Hồng xin phép chia sẻ với cả nhà đó là với chị thì mình đã sử dụng công nghệ đó là dùng huyết tương giàu tiểu cầu để mà xử lý các cái vấn đề sắc tố trên da của chị, làm cho da khỏe hơn, trẻ hóa da, làm cho sáng da và mình tập trung rất là nhiều vào những cái vùng hai bên má của chị, vùng nám để cho nó sự cải thiện, cho nó tái tạo lại cái vùng da đó. Thì mình công nghệ đó là sử dụng huyết tương giàu tiểu cầu và mình cấy toàn bộ lên trên da, tập trung nhiều ở cái vùng nám. Thì sau điều trị hôm nay thì đó là cái chị quay lại sau 3 lần điều trị thì mình thấy đó là cái sự cải thiện về các cái phần nám nó đã mờ đi rất là nhiều, da chị sáng hơn, đều màu hơn, nó trong hơn và các cái nếp nhăn lên ti vùng xung quanh mắt nó cũng có cái sự cải thiện, thế da có cái sự trẻ hóa rất là tốt. Mừng quá đúng không chị? Và trong cái giai đoạn mà bác điều trị thì chị cảm nhận như thế nào ạ? Nói chung là làm mà nói chung bác sĩ cũng vui tánh cho nên là nhẹ nhàng, thấy nhẹ nhàng mà xong rồi mà chị còn chưa biết nữa chị, ủa xong hả bác? Vậy luôn á chị, bác sĩ bên em mát tay lắm luôn á chị. Làm không có đau đớn gì mà nhẹ nhàng, thấy bình thường á chị. Mà hiệu quả lại cao nữa đúng không? Đúng rồi em. Hôm nay chị tiếp tục chị tới chị sử dụng điều chỉnh tiếp cho nó còn đẹp hơn. Và sau này là nhớ giới thiệu khách hàng cho Baby Thanh Mai luôn nha. Okay. Baby của em luôn có những cái chế độ rất là tốt cho những khách hàng thân quen nè, rồi những khách hàng mới nữa và các chị giới thiệu nữa. Nên là bây giờ thì chắc là em sẽ mời chị nằm xuống để bác tiếp tục cái liệu trình còn lại của mình để mình ngày càng được đẹp hơn, trẻ hơn chị nhé. Em xin phép em mời chị nằm xuống ạ. Cả nhà mình thấy tuyệt vời đúng không ạ? Chỉ sau vài lần điều trị thôi là hầu như là khách hàng của Baby đều rất là hài lòng với những gì mà mình nhận được. Cho nên là nếu như cả nhà mình gặp bất kỳ vấn đề gì về da nha, cả nhà chần chừ gì nữa, bắt máy lên và gọi cho tổng đài miễn phí của Baby Thanh Mai 1800 6617 để được tư vấn miễn phí này và được đặt lịch hẹn với các bác sĩ của Baby Thanh Mai. Và hiện tại thì Baby cũng đang có những cái chương trình rất là tốt cho khách hàng luôn, vừa đẹp vừa giá cả phải chăng nữa. Cho nên là cả nhà nhớ nha, bắt máy ngay liền nha. Em sẽ gặp cả nhà ở những cái livestream tiếp theo sau khi chị Kim làm đủ cái liệu trình của mình. Em sẽ cho cả nhà thấy là chị Kim đẹp lên như thế nào sau khi mà ghé thăm Baby Thanh Mai thường xuyên nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.